Chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12. Hôm nay em Phúc xin giới thiệu tới quý anh chị một lô đất nằm ở phường An Phú Đông, giá dưới 3 tỷ. Lô đất của chúng ta có diện tích là ngang 4 và chiều sâu vô là 17 m. Và đây là bản vẽ của lô đất. Tổng diện tích của lô đất là 65 m, thổ cư là 51 m vuông. Được chủ gửi bán với giá là 2 tỷ 850 triệu. Từ vị trí của lô đất chúng ta có thể nhìn thấy cổng của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Từ đây qua Đại học Nguyễn Tất Thành khoảng hơn 200 m nha quý vị. Từ vị trí lô đất của chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất khoảng hơn 7 km. Nhìn từ bản đồ thì từ vị trí lô đất chúng ta ra quốc lộ 1A khoảng 50 m. Những lô đất bên An Phú Đông giá dưới 3 tỷ hiện tại bây giờ rất là hiếm. Do bắt cầu từ đường Vườn Lài ở bên Gò Vấp đã xong. Và đây là đường trước đất của chúng ta, có chiều ngang là hơn 6 mét nha quý vị. Đường bờ kinh rất là thông thoáng và mát mẻ. Xung quanh xây nhà cao tầng rất là nhiều. Và đây là lô đất cũng có cùng diện tích với chúng ta 47, nhưng xây lên nhà 2 tấm thì rất là đẹp. Phúc cũng lưu ý là đường của chúng ta trước nhà chúng ta thì 6 mét, nhưng do có một khúc bị bóp cổ chai khoảng hơn 3 mét, chúng ta không thể đi ô tô vào được. Đường chỉ dành cho hai xe máy. Đây, khúc này là bị bóp cổ chai nè quý vị. Nó có khoảng hơn 10 mét bị bóp cổ chai lại, thành ra chúng ta không có đi ô tô vào được. Và ra tới đây là đường 8 mét chuẩn bị tráng nhựa. Trước mặt phía trước chúng ta là con đường chuẩn bị tráng nhựa. Và nhìn đứng từ vị trí này chúng ta sẽ thấy nhà truyền thống An Phú Đông, một vị trí trung tâm của phường An Phú Đông. Và bây giờ Phúc sẽ chạy ra đường quốc lộ 1A cho quý vị xem nha. Khoảng hơn 100 mét là chúng ta sẽ tới được đường quốc lộ 1A, gần khúc với khúc ngã tư Vườn Lài. Và từ vị trí này chúng ta theo đường Vườn Lài qua bên Gò Vấp khoảng hơn 1 km và về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 4-5 km nha quý vị. Một vị trí rất là đẹp. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ tiếp Phúc theo số điện thoại ngay góc màn hình nha, để xem trực tiếp lô đất và gặp trực tiếp với chủ, chúng ta đưa ra giá mà mình mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại.